Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 14 m. Được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ cũng như 8 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Cũng như căn nhà này thì mình có thể là vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với một con đường trước nhà rộng lên đến khoảng 8 m. Căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu đồng bộ. Và đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà. Và riêng căn nhà này thì được anh chị chủ nhà thiết kế với 6 phòng ngủ và 8 nhà vệ sinh. Thì tầng lửng mình cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh và dưới trệt mình có một cái nhà vệ sinh nữa. Là tổng cộng là căn nhà mình có tới 6 phòng ngủ và đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm, cũng như toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này thì anh chị sẽ để lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá 6 tỷ 950 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được anh chị chủ nhà xây để ở, một căn nhà tâm huyết. Và bây giờ anh chị cần tiền cho nên là muốn để lại cho khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa cho thuê cũng như mở văn phòng công ty, với công năng sử dụng lên đến tới 6 phòng ngủ và mình có thể làm phòng ngủ ở tầng lửng nữa là 7 phòng. Và mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng lề đường khoảng hơn 1 m để mình để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Phía bên ngoài thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinfa, kính cường lực 10 ly. Và di chuyển vào bên trong là khu vực gara xe hơi của căn nhà. Thì căn nhà mình có bề ngang lên đến 4,5 m cho nên mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Rất là dễ dàng và rất là thuận tiện. Cũng như căn nhà này thì được thiết kế có tầng lửng để gia đình mình có nhu cầu để xe hơi hoặc là mình có thể là cho thuê, với một cái diện tích ngang 4,5 m và độ dài là 14 m, được đúc kiên cố là một trệt, một lửng và 4 lầu. Thì công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có khu vực dưới trệt có gara để xe hơi, phía sau căn nhà là phòng khách, phòng bếp, và phía bên trên tầng lửng căn nhà là phòng khách. Cũng như mình có 3 lầu thì mình có tới 6 phòng ngủ và mỗi phòng ngủ mình thì đều có nhà vệ sinh riêng. Và mình có một cái sân thượng trước và sân thượng sau. Thì phía trước mình có thể để trồng cây cũng như vui chơi hóng mát. Và phía sau căn nhà thì mình làm sân để phơi đồ cũng như phòng giặt và phòng phơi đồ phía sau căn nhà. Di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang của căn nhà. Thì trụ cầu thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Khu vực không phía sau phòng bếp căn nhà mình thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn để tặng kèm cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và khu vực không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Phía sau căn nhà mình là mình sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Cũng như không gian giếng trời thì thông từ trên sân thượng xuống rất là mát và rất là thoáng. Kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian dưới trệt của căn nhà. Khu vực dưới trệt thì mình để làm gara để xe hơi
Cũng như nhà mình chưa có nhu cầu thì mình có thể để làm phòng khách ở dưới trệt, rất là thuận tiện. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng, mình sẽ đến với lại không gian phòng khách thứ hai của căn nhà. Đây là căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trên một cái con đường thông. Mình có thể vừa mua để ở mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Một căn nhà được anh chị chủ nhà thiết kế cũng như xây để ở. Và bây giờ anh chị có nhu cầu cần tiền cho nên là sẽ nhượng lại cho khách hàng. Khi khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà với 6 phòng ngủ chính và khu vực tầng lửng thì mình cũng có thể làm thêm được một phòng ngủ ở tầng lửng. Và đây là tầng lửng của căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và một cái nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà. Và không gian tầng lửng thì mình đều có cửa sổ để mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là mát. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với 6 phòng ngủ chính và đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn 4 phòng ngủ full nội thất để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ sồi và không gian phòng ngủ căn nhà thì đã được anh chị chủ nhà đóng nội thất tặng kèm. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Một căn nhà mới được xây dựng xong. Và căn nhà này thì anh dự kiến xây để ở, nhưng mà vì lý do là anh đang cần một ít tiền cho nên anh sẽ nhượng lại cho khách hàng chỉ với giá 6 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà do chính chủ xây để ở. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp với 6 hoặc là 7 phòng ngủ thì mình có thể là vừa mua để ở cũng như đầu tư cho thuê. Rất là tuyệt vời, một căn nhà nằm trên một cái con đường thông và đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất. Đây là không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng. Với bề ngang lên đến 4 mét rưỡi và chiều sâu căn nhà lên đến 14 mét. Căn nhà mình thì được xây dựng hết đất cho nên là không gian phòng ngủ căn nhà rất là rộng. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày cho khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Và đây là căn nhà chính chủ anh chị xây ở. Và bây giờ anh chị cần tiền cho nên sẽ nhượng lại cho quý khách hàng với một cái giá rất là mềm tại một cái thời điểm dịch Covid năm 2021. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại hết cho quý khách hàng khi quý khách hàng mua căn nhà này. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được anh chị nhà xây cũng như để ở, được thiết kế rất là đẹp và rất là chắc chắn. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu và rất là gần với lại trường học An Hội, trường học Phạm Văn Chiêu. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm cũng như qua các quận lân cận thì rất là gần. Chỉ khoảng 10 phút là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất và khoảng 15 phút là mình đã về đến trung tâm của ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây đây là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp.
thì mình có tới 4 phòng ngủ chính và 6 phòng ngủ chính, và đã được anh chị chủ nhà full nội thất 4 phòng. Thì bây giờ mình còn lại là 2 phòng phía bên trên thì đang được anh chị chủ nhà để trống, để quý hàng có nhu cầu muốn cho thuê thì mình có thể làm thêm 2 phòng ở phía bên trên này. Và tổng cộng căn nhà mình kể cả phòng tầng lửng thì mình có tới 7 phòng ngủ, đều có mỗi phòng ngủ có một cái nhà vệ sinh riêng. Một căn nhà được anh chị chủ nhà thiết kế để ở và có rất là nhiều công năng sử dụng. Cũng như bây giờ anh chị kẹt tiền cho nên sẽ nhượng lại cho quý hàng khi quý hàng mua căn nhà này. Đây, không gian phòng ngủ số 6 của căn nhà. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng. Cũng như căn nhà mình thì cầu thang mình được thiết kế theo kiểu rích rắc từ dưới trệt lên đến sân thượng. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem, cũng như để sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh cũng như đầu tư và cho thuê rất là thuận tiện. Đây là khu vực sân sau của căn nhà và mình sẽ chiếu sơ qua về cái view cũng như khu vực ở phía bên ngoài căn nhà mình. Toàn bộ là nhà lầu. Một căn nhà đang có bề ngang lên đến 4 mét rưỡi và được anh chị chủ nhà thiết kế tới 6 phòng ngủ, và chỉ với giá hơn 6 tỷ thì căn nhà này được xem như là căn nhà đang có cái giá rất là rẻ so với thị trường bất động sản quận Gò Vấp. Cũng như phía trước căn nhà mình là mình đã có một cái miếng đất. Miếng đất này là miếng đất của công viên. Đó, và phía dưới căn nhà mình là một con đường thông. Một con đường thông thương qua các khu dân cư rất là thuận tiện. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.